Các bạn đang xem trên tay tôi là đèn hậu miếng trong của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport, đèn hậu miếng trong. Đây là đèn hậu miếng trong. Thì cái này nó được lắp trên cốp xe, lắp trên cho cánh cửa hậu của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Đấy, nằm trên cốp. Đấy. Thì cái này đây là vỏ đèn hậu chưa gồm bóng, để bóng về các bạn lấy cái bóng cũ các bạn lắp sang. Ở dòng xe Pajero Sport đấy, lắp trên cốp cái miếng này là đèn hậu, hay còn ở đèn hậu miếng trong hay còn gọi là đèn hậu trên cốp của dòng xe Pajero Sport. Dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Hàng xịn chính hãng được sản xuất bởi Stanley. Đây các bạn nhé. Nào, đây các bạn nhìn. Tất cả ký tự đều rất là sắc nét và chuẩn xác luôn của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Cũng là được nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây đèn hậu miếng trong, còn đèn hậu miếng ngoài nó sẽ như này. Đây các bạn nhìn này. Đây là cả bộ. Đây là miếng ngoài của mình nó sẽ như này. Đây là miếng ngoài. Thì anh em trong quá trình khi chúng ta lưu thông xe, các bạn chạy xe trên đường mà do va quyệt thì dẫn đến vỡ cái đèn hậu này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn, chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em mà nhu cầu cần thay thế và sửa chữa thì rất mong các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn.